Để hướng tới mục tiêu an toàn và hiệu quả khi đón du khách nội địa và quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, trong ngày hôm nay ngày 16 tháng 3, Sở Du lịch thành phố đã tổ chức triển khai phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng triển khai phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch với thông điệp Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa chào đón khách du lịch. Phương án tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là công tác chuẩn bị nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sản phẩm mới, đảm bảo an ninh an toàn phục vụ khách và kế hoạch truyền thông xúc tiến thị trường. Ngành du lịch thành phố và các cơ sở đào tạo triển khai các chương trình đào tạo tập huấn đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai phương án phòng chống dịch. Riêng các cơ sở lưu trú bố trí khu vực phòng riêng đảm bảo các điều kiện về y tế để tiếp nhận điều trị F0 thể nhẹ.